Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thêm và đăng nhập tài khoản bằng phần mềm Plus trên mục Plus Chrome. Đầu tiên để thực hiện đăng nhập và thêm được tài khoản thì các bạn sẽ mở phần mềm Plus lên. Sau khi đã mở phần mềm, thực hiện chọn ở mục Plus Chrome. Đây chính là giao diện quản lý tài khoản Facebook. Đối với mục Plus Chrome thì sẽ hỗ trợ dùng nhiều tài khoản chạy luân phiên. Mỗi tài khoản là một Chrome riêng và khi cài đặt tính năng nào sẽ thao tác trên Chrome. Đối với mục này thì chúng ta có thể đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc. Nhiều tài khoản khi thêm thì sẽ thêm nhiều dòng thông tin tài khoản. Mỗi dòng là một thông tin của một tài khoản. Về định dạng để thực hiện đăng nhập thì các bạn sẽ đưa thông tin vào tùy theo thông tin tài khoản của bạn có hoặc bên mua cung cấp. Đối với một định dạng đăng nhập cơ bản thì sẽ là user, sọc đường path, sọc đường 2FA. Trong đó, user là mail hoặc số điện thoại đăng ký Facebook hoặc UID của tài khoản Facebook. Path chính là mật khẩu của tài khoản Facebook. Còn 2FA thì sẽ là mã xác thực hai yếu tố khi bật xác thực qua ứng dụng xác thực. Sọc đứng để ngăn cách giữa các thông tin, các bạn sẽ ấn đồng thời tổ hợp phím Shift và dấu gạch chéo thì sẽ ra được dấu sọc đứng. Đối với trường hợp các bạn không bật 2FA thì có thể thêm thông tin đăng nhập theo dạng user sọc đứng path hoặc user sọc đứng path sọc đứng cookie. Đối với dạng cơ bản này thì chúng ta có thể nhập trực tiếp vào ô danh sách tài khoản, sau đó ấn vào nút thêm. Trước khi các bạn thực hiện nhập thông tin tài khoản thì các bạn sẽ thực hiện xóa hết những dòng định dạng gợi ý của bên mình đi. Sau đó thực hiện thêm tài khoản theo định dạng như bên mình vừa hướng dẫn. Đối với một số trường hợp mà các bạn có thông tin đăng nhập khác thì các bạn nên nhập qua Import Custom. Click vào Import Custom. Thực hiện chọn theo định dạng mà các bạn mong muốn. Ví dụ, User, Path, Cookie, 2FA, Email và Path Email. Hoặc đối với một số định dạng mà các bạn có thì các bạn sẽ thực hiện chọn. Khi dữ liệu đầu vào được đưa vào thì các bạn sẽ thực hiện nhập theo định dạng lần lượt theo thứ tự như các bạn đã chọn ở bên dưới. Mỗi thông tin các bạn sẽ để ngăn cách bởi dấu sọc đứng. Ở đây mình sẽ thực hiện ví dụ luôn cho các bạn. Ở đây mình đang nhập theo định dạng User, Path, 2FA, Cookie, Email và Path của email. Sau khi đã thực hiện thêm tài khoản, các bạn click vào Import để thực hiện thêm ra quản lý tài khoản. Khi nhập thông tin tài khoản, nếu như các bạn muốn ngẫu nhiên User Agent Chrome thì bạn có thể chọn Random UI Chrome. Nếu như muốn chọn dạng User Agent Chrome Android thì thực hiện chọn ở mục User Agent Chrome Android và tương tự đối với mục Android App. Lưu ý là các bạn sẽ thực hiện chọn mục này trước khi các bạn thực hiện thêm tài khoản. Đối với một số trường hợp các bạn thực hiện nhập dạng tài khoản cơ bản thì các bạn sẽ thực hiện nhập trực tiếp vào ô danh sách tài khoản ở bên ngoài. Ở đây mình đang có theo định dạng User, sọc đứng path, sọc đứng 2FA. Trong đó User có thể là mail đăng ký tài khoản hoặc là UID của tài khoản đó. Thực hiện chọn thêm. Sau khi đã nhập thông tin tài khoản vào, chúng ta có thể tiến hành login bằng cách bôi đen tài khoản. Sau đó các bạn thực hiện chọn chuột phải, lựa chọn các dạng đăng nhập. Ví dụ như là check live info và login, hoặc login user path, hoặc login user path và không check info tùy thuộc vào lựa chọn mà các bạn thực hiện.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chạy tính năng tương tác cho tài khoản luôn. Nhưng với tài khoản mới đăng nhập vào như này thì các bạn nên cho chạy kịch bản tương tác trước. Các bạn sẽ thực hiện tương tác nhẹ trước khoảng một vài hôm để cho tài khoản của các bạn quen thiết bị, rồi mới chạy các tính năng đăng bài hay là comment hoặc là kết bạn hàng loạt. Một số hành động tương tác cơ bản bạn có thể dùng khi chạy tính năng chạy kịch bản, ví dụ như là view new feed, view what, view story, đọc tin nhắn hay là đọc thông báo. Để chạy tính năng thì các bạn sẽ thực hiện bôi đen tài khoản, chuột phải chọn vào mục chạy tính năng, hoặc ngoài ra các bạn có thể thực hiện chọn vào mục dấu cộng ở bên cạnh mục quản lý tài khoản Facebook, thực hiện chọn tính năng mà các bạn muốn thực hiện chạy. Sau đó thực hiện tiến hành chọn tài khoản ở bên quản lý tài khoản. Có một vài lưu ý trước khi đăng nhập và chạy tính năng. Nếu như các bạn dùng nhiều tài khoản thì các bạn nên sử dụng thêm công cụ đổi IP trong quá trình sử dụng. Các bạn có thể dùng ví dụ như là Dcom hoặc là Proxy SSH để tránh tài khoản trùng IP thì Facebook dễ quét khóa hàng loạt. Và công cụ này nếu dùng thì chúng ta thiết lập trước khi cho tài khoản chạy, đăng nhập hay là tính năng. Phần thiết lập công cụ đổi IP proxy thì bên mình đã có video hướng dẫn riêng. Vì phần này có khá là nhiều proxy khác nhau thì thiết lập cũng sẽ khác nhau. Đối với trường hợp các bạn sử dụng thêm công cụ đổi IP thì các bạn sẽ tích thêm vào mục reset dcom để tiến hành đổi IP trong quá trình chạy. Thứ hai là về một vài phần cài đặt số luồng chạy và thiết lập nâng cao. Ở thiết lập nâng cao thì chúng ta nên tích đăng nhập lại khi tài khoản bị lock out. Để khi tài khoản bị đăng xuất thì tool sẽ thực hiện hành động đăng nhập lại. Hoặc các bạn có thể tích thêm fingerprint để thay đổi thông tin vân tay của trình duyệt. Cái này là thông tin thiết bị riêng trong mỗi tài khoản. Và xóa cache Chrome profile khi đóng Chrome để xóa dữ liệu trình duyệt web tự động. Việc tích xóa cache Chrome khi đóng Chrome sẽ giảm tải dung lượng ổ cứng từ Chrome profile. Ngoài ra, nếu bạn muốn tài khoản đăng nhập lần đầu bằng cookie của tài khoản đưa vào thì tích thêm import cookie khi tài khoản lock out. Một số bên bán tài khoản có yêu cầu điều này, hoặc với VIA thường dùng cookie đăng nhập lần đầu để hạn chế check thiết bị đăng nhập bất thường. Ở quản lý tài khoản sẽ có thông số là thread. Phần này để cài đặt số tài khoản muốn chạy song song cùng một lúc khi chọn các tính năng login hay là vượt checkpoint ở mục quản lý tài khoản. Ví dụ, khi mà các bạn thiết lập để thread là 2 và tích reset dcom sau khi chạy là 2 thì khi chạy login hay là vượt checkpoint ở mục này sẽ chạy cùng một lúc hai tài khoản trong các tài khoản được chọn. Xong hai tài khoản thì reset dcom hoặc proxy đã cài đặt rồi chuyển sang hai tài khoản khác. Bên dưới bảng danh sách tài khoản sẽ có cài đặt trình duyệt. Các bạn có thể lựa chọn một trong ba trình duyệt, ví dụ như là World Wide Web, M-Basic hoặc là M.Facebook. Trong đó, World Wide Web là trình duyệt World Wide Web Facebook.com là phần chạy nặng nhất và hiện tại chúng ta vẫn hay dùng trên máy tính. Tuy nhiên, các tính năng mới của Facebook hiện tại chỉ dùng ở trình duyệt này. M và M-Basic là M.Facebook và M-Basic.Facebook.com là trình duyệt cũ thì nhẹ hơn, nhưng một số tính năng mới của Facebook gần đây thì sẽ không dùng được trên trình duyệt này. Ví dụ như là đăng bài lên page profile hay là sử dụng page profile đi đăng bài hoặc comment tương tác. Và khi chạy, nếu các bạn không muốn hiển thị Chrome trên màn hình máy tính, các bạn có thể dùng cửa sổ quản lý. Khi chạy thì các bạn sẽ thực hiện tích vào mục mở quản lý Chrome hoặc là các bạn có thể chọn ở mục thiết lập nâng cao. Tích vào mục mở quản lý cửa sổ Chrome khi chạy. Khi chạy thì phần mềm sẽ tự động gom các trình duyệt chạy của tài khoản vào một khung cửa sổ riêng. Dùng cửa sổ này thì các bạn nên tích thêm ở mục thiết lập nâng cao, chọn Disable GPU. Việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng chạy bị đen màn hình Chrome. Bây giờ mình sẽ thực hiện tiến hành login tài khoản mà mình vừa thêm vào để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Thực hiện lựa chọn trình duyệt W, chọn Check Live Info và Login, hoặc Login User Path và không Check Info.
Đối với trường hợp mà các bạn chạy nhiều tài khoản, muốn điều chỉnh kích cỡ của chôm để có thể dễ dàng tiến hành quan sát, thì các bạn sẽ thực hiện chọn và thiết lập nâng cao. Tích vào mục thu nhỏ chôm, thiết lập số chôm trên một dòng. Đối với cài đặt này thì các bạn sẽ thực hiện thiết lập trước khi chạy. Như vậy là mình đã vừa thực hiện hướng dẫn các bạn thêm một số thông tin khi đăng nhập cũng như là lưu ý khi đăng nhập ở Applet Chrome. Nếu cần hỗ trợ thêm thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline hoặc Zalo số điện thoại hotline của bên mình để được tư vấn và hỗ trợ thêm.